là bà này nó cứ xoay qua xoay lại thì trông rất là buồn cười. Hàng này đúng là hàng hiếm, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được kiểu con hàng nó dị như thế này. Chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục gì về đồng hồ của Watch Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trên tay và chiêm ngưỡng một cái chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì cái chiếc đồng hồ này thì nó lại được xuất sang một cái thị trường rất đặc biệt, đó là thị trường Trung Đông. Và khi chúng ta nhìn vào cái chiếc đồng hồ này thì có lẽ là rất nhiều người sẽ cạn lời, bởi vì cái độ độc đáo cũng như là về cái họa tiết nó rất đặc biệt, nó khác biệt hoàn toàn so với những cái chiếc đồng hồ vintage thời xưa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cầm trên tay và chiêm ngưỡng xem nó có gì đặc biệt để chúng ta có thể là đem nó vào một trong những cái chiếc đồng hồ dị nhất mà mình được từng được cầm trên tay. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Cái cảm giác đầu tiên mà khi mình cầm cái chiếc đồng hồ này lên tay thì nó rất là to và nặng so với một cái chiếc đồng hồ vintage từ những năm thập niên 70 của thế kỷ trước. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ được làm toàn thân từ thép không gỉ và nó có kích thước lên đến 43mm các bạn nhé. Và mình xin nhấn mạnh lại là cái kích thước của nó rất là dày, cho nên là những cái chiếc đồng hồ kiểu như thế này thì anh em nào có cổ tay nhỏ quá thì chúng ta không thể đeo được. Là cái dòng sản phẩm này thì anh em là phải có cổ tay từ 16,5 trở lên giống như mình thì đeo nó mới ok được. Cái chiếc đồng hồ này thì nó được sản xuất từ những năm thập niên 70 của thế kỷ trước và thị trường chủ yếu nó xuất sang đó là thị trường Trung Đông. Cái dòng sản phẩm này nó quá rất là dị. Đấy, các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy ngay được là từ mặt số cho đến cái bộ niềng xoay của nó sẽ có toàn bộ họa tiết và chữ của người Trung Đông. Đấy, và khi chúng ta nhìn vào chúng ta gần như không hiểu được là nó đang miêu tả về cái gì. Và ngay bản thân mình thì nó cũng không thể hiểu được là người ta đang viết cái gì ở trên này. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất làm nên cái tính độc đáo của chiếc đồng hồ đó chính là cái phần la bàn số. Đây, nó nằm ở chính giữa. Chúng ta sẽ có một cái la bàn. Cái la bàn này thì nó là một cái la bàn đúng theo nghĩa đen các bạn nhé. Nó rất là độc đáo. Rồi, thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái phần mặt số của chiếc đồng hồ. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ được bảo vệ bởi một cái lớp kính cứng ở phần phía trước. Cái lớp kính này thì theo mình thấy nó khá là dày. Đây là một chiếc đồng hồ đang còn mới tồn kho các bạn nhé. Mình cũng xin nhắc lại cho các bạn, cái chiếc đồng hồ này thì nó chưa qua sử dụng, mới tồn kho được lấy từ bên Nhật Bản về. Đấy, thì ngay bên dưới cái phần lớp kính này thì chúng ta sẽ có một cái mặt số trông nó khá là sâu và độc đáo. Ở phần xung quanh thì chúng ta sẽ có một cái bộ rìa nó có màu xanh kết hợp với chữ màu vàng, với nền vàng ở đây. Và xung quanh thì chúng ta có những cái dòng chữ run rế theo kiểu của Ả Rập Xê Út. Cái dòng chữ này thì nói thật là mình cũng bó tay luôn, mình không biết là nó đang viết về cái gì. Ở phần bên dưới chúng ta sẽ có một cái mặt số. Cái mặt số này thì như các bạn thấy ở đây, chúng ta có cái phần họa tiết nó hơi nhám nhám lên một chút, nó giống như một cái dạng họa tiết về cái hình bản đồ. Thực ra là mình cũng không rõ được nó đang miêu tả về cái gì ở đằng sau. Và trên cái nền họa tiết là chúng ta sẽ có tất cả những cọc số đều là cọc số nổi được làm từ kim loại và bắt cạnh hai bên. Ở vị trí 12 giờ thì chúng ta cũng tiếp tục lại có một cái dòng chữ đấy, tiếng Trung Đông đây có màu trắng. Ở bên góc 9 giờ chúng ta sẽ có hai cái dấu chấm than như này. Về cơ bản thì cái phần hoàn thiện chi tiết trên cái mặt số chiếc đồng hồ này thì nó không phải là quá là cao cấp. Tuy nhiên là cái độ độc đáo thì chúng ta không cần phải nghĩ. Các bạn thấy là cái phần chiều sâu của cái phần mặt số này nó rất là sâu. Và ngay phần chính giữa ở đây thì các bạn sẽ có một cái điểm rất đặc biệt. Đó là một cái phần la bàn. Đấy, và các bạn thấy đây chúng ta sẽ có một cái la bàn. Đây là một cái la bàn đích thực luôn các bạn nha. Một cái la bàn xịn. Đấy, và mình sẽ thử quay lại cho các bạn thì nó sẽ chỉ hài hướng Bắc Nam. Đó, bạn thấy cái kim của nó rung lên như thế này. Ở bên trong nó sẽ có 5 châm. Một cái chi tiết nó rất là độc đáo, cực kỳ là dị. Nói chung là cái dòng này thì mình lần đầu tiên mình được cầm trên tay và mình thấy. Các bạn thấy là nó sẽ được để vào trong một cái ổ ở phần trung tâm mặt số. Cái ổ này thì nó giống như một cái chậu vậy. Và có lẽ là cái phần này thì nó sẽ có khả năng kháng từ. Bởi vì các bạn cũng nên biết là đối với những chiếc đồng hồ ngày xưa thì người ta sẽ hạn chế tối đa cái phần từ nó nhiễm lên. Đối với một cái chiếc đồng hồ gắn la bàn thì chắc chắn là sẽ phải có sử dụng 500 rồi. Đấy, cho nên là người ta sẽ đặt trong một cái bộ
chậu có cái chức năng kháng từ, nó đặt ở phần trung tâm, nó rất là dị. Và nếu để ý kỹ ở đây thì các bạn sẽ thấy chúng ta có phần kim giờ, kim phút ở đây. Đó, kim giờ, kim phút có vạch màu trắng ở đây, cũng nằm ở phần trung tâm. Và có một cái kim dây có đầu đĩa tròn đỏ, đây chính là kim dây. Và tại chân mốc 6 giờ chúng ta có dòng chữ Swissmade được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Về cơ bản thì cái mặt số của chiếc đồng hồ này thì nó cực kỳ là độc và hiếm gặp trên thị trường. Đó, từ cái con chữ, và đặc biệt là đó là một cái la bàn số, một cái la bàn chúng ta chưa từng bao giờ thấy trên những cái chiếc đồng hồ vintage trước đây mà mình đã từng review. Đi sang phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì như mình đã nói ngay từ đầu, đây là một cái chiếc đồng hồ hàng tồn kho, cho nên là bộ thân vỏ của nó rất là mới, được làm từ vỏ thép không gỉ và nó rất là dày. Để các bạn thấy là nó cực kỳ là dày luôn, có lẽ là gần đến 2 cm, hơn 2 cm. Đấy, và nó sẽ có kích thước lên đến 43 mm ở ngay phần mặt số. Và cái chiếc đồng hồ này thì nó lại có cái bộ niềng xoay các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy là cái bộ niềng này nó là một dạng bộ niềng xoay. Và mình cũng thực ra cũng chưa hiểu được cái công cụ của cái bộ niềng xoay này, mặc dù nó xoay được nhưng ở trên cái bộ niềng này thì nó lại đầy những cái dòng chữ hoa văn run rế kiểu như thế này. Nếu mà mình không hiểu đang người ta đang diễn giải về một cái gì ở trên cái bộ niềng này. Cái bộ niềng này đang còn rất là mới các bạn nhé. Nó xoay được hai chiều và có một cái mốc đỏ ở trên này. Nó giống như một cái dạng bộ niềng dành cho những chiếc đồng hồ lặn. Còn về cái tính năng thì có lẽ là bạn nào biết tiếng Trung đồng được, các bạn có thể phiên dịch lại cho mình. Đó, cái bộ niềng này nó đang rất là mới. Đó, các bạn thấy đây, khi mà chúng ta sờ lên chúng ta sẽ thấy một dạng nó hơi nhám một chút. Ở bên góc này thì chúng ta có một cái núm điều chỉnh giờ. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ sử dụng một cỗ máy lên dây cót bằng tay 17 chân kính. Cái dòng máy này là một dòng mà dòng máy ST17 ngày xưa của FHF. Cái dòng máy này thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở trên rất là nhiều những cái chiếc đồng hồ phổ thông ngày xưa của Thụy Sĩ. Nó là phổ thông thôi nhưng mà cái giá của nó cũng rất là cao so với người Việt ngày xưa các bạn nhé. Đây là một cái nắp đáy đằng sau. Cái nắp đáy này thì đang còn rất là mới, để các bạn thấy là tất cả những cái chi tiết nó chưa hề qua đụng chạm một chút nào, nó còn mới nguyên. Và chúng ta còn có nguyên cả seal ở đây. Đây là cái seal của cái máy nắp đáy. Cái nắp đáy này thì là dạng nắp đáy vặn và cũng không có gì quá đặc biệt cả. Để các bạn thấy là chúng ta sẽ có những cái phần đánh phay xước xung quanh như thế này. Và như mình đã nói ngay từ đầu thì cái cỗ máy bên trong thì nó là một cái dạng máy lên dây cót 17 chân kính ngày xưa. Cái cỗ máy này thì về cái phần họa tiết cũng như là phần trang trí rồi độ cao cấp thì nó chưa phải là máy cao cấp, độ trang trí của nó cũng chưa phải là đẹp. Tuy nhiên là về cái độ ổn định, về cái độ châu bò của cái dòng máy 17 chân kính ngày xưa này thì nó rất là châu bò, rất ổn định và cũng tương đối là dễ căn chỉnh và chỉnh sửa. Thực tế sử dụng thì mình thấy cái chiếc này thì qua 2 ngày thì nó giữ giờ rất là tốt, nó không bị hụt giờ và đang còn trong tình trạng hoạt động hoàn hảo. Cái chiếc này sẽ sử dụng một cái bộ dây da. Cái dây da này thì thực ra là mình cũng không rõ là nó có phải là dây da zin của chiếc đồng hồ hay không. Đây là một cái dạng bộ dây cá đuối các bạn nhé. Đó, cái bộ dây này thì ngay từ khi mà chuyển từ bên Nhật Bản về thì nó đã nguyên bản như này rồi. Nó khít hoàn toàn đối với chiếc đồng hồ mà mình nghĩ có lẽ đây là một bộ dây zin của chiếc đồng hồ. Đó, đây là một cái bộ khóa. Khóa này có lẽ là nó được làm từ vật liệu titanium. Mình nghĩ cũng sẽ là một cái bộ khóa zin của nó. Chiếc đồng hồ này thì mình chưa được từng cầm trên tay cho nên mình không thể xác định được cho các bạn là đây là một cái bộ khóa zin và dây zin hay không. Những cái chất lượng của nó rất là tốt. Đây là một dạng bộ dây hai gân. Đó, cực kỳ là chất lượng. Đây, mình sẽ thử đeo lên tay cho các bạn xem thử cái chiếc đồng hồ này. Các bạn thấy là cổ tay của mình là sấp xỉ 17. Đấy, và đeo lên tay thì nó như thế này. Cái chiếc đồng hồ này nó rất là to. Cái dòng sản phẩm này thì theo cái khuyến cáo của mình thì những bạn nào mà thường xuyên mặc cái bộ đồ dằn di của quân đội ấy, đấy, những cái bạn nào mà thường xuyên đi phượt đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiếc đồng hồ này để nó cũng rất là tuyệt vời, bởi vì là chúng ta sẽ có sở hữu một phần la bàn ở đây. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể căn chỉnh phương hướng một cách chính xác mà không cần phải lôi điện thoại ra hay sử dụng la bàn trực tiếp từ trong túi quần. Cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái độ độc đáo đấy, thể thao nam tính. Cái chiếc đồng hồ này thì nó không phải là một cái chiếc đồng hồ mang một cái nét đẹp thanh lịch. Các bạn lưu ý thế. Cái chiếc đồng hồ này nó là một dạng đồng hồ sưu tầm, nó hầm hố, nó cá tính, nó dành cho những người nào mà đam mê những bộ quân phục của chúng ta thường xuyên đi phượt. Đấy, những chiếc đồng hồ nó dành cho những người mà thường xuyên sử dụng EDC và những chiếc lưỡi lê gắn ở bên hông. Chúng ta đeo cái dòng sản phẩm này nó cực kỳ là hợp.
Có bác nào mà thường xuyên ăn vận những cái bộ đồ mà nó mang tính chất là nó sang trọng, nó lịch sự, chúng ta thích những cái chiếc đồng hồ nó thanh lịch thì chúng ta không chọn cái chiếc đồng hồ này, bởi vì nó quá dày và to và nó quá là độc đáo, nó quá là dị. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.